Mít đấy, đúng rồi, lấy quả bóng đấy sang đây cho bố. Nghe chưa? Con nghe rồi nhưng con chưa hiểu đúng không? À, hay là con đang nghe? Bây giờ con lấy quả bóng ở trong kia kìa. Quả bóng trong giường của các con nè. Đấy, lấy quả bóng sang đây. Đi đi. Đi lấy quả bóng kia sang đây con. Là Mít, Mít, Mít đang nghe rồi à? Thế con chưa hiểu con. Con hiểu không? Nào lấy bóng, là bóng đâu? Bóng kia kìa. Lấy bóng kia kìa con. Lấy bóng kia kìa sang đây bố. Sao con cứ lắc đầu nghe mãi mà con chưa hiểu thế? À Mít, Mít sang đây, sang đây bố à. Rồi, này bố bảo nhá. Sang đây, Mít sang đây. Rồi, bố bảo nhá. Mít sang kia, Mít lấy bóng cho bố nhá. Sang kia, bóng bên kia, bóng bên giường con kìa. Con sang giường con lấy bóng đi. Đúng rồi. Đấy, đấy, đúng rồi, lấy cái đấy sang đây. Lấy cái đấy sang đây cho bố. Đấy là bóng đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, lấy sang đây thế. Đấy đấy đấy, lấy cái đấy đấy. Mít. Đi, bóng bên kia mà con, bóng bên kia mà đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, lấy cái đấy sang đây. Đúng bóng rồi đấy, lấy bóng sang đây con. Sao con để đấy chơi luôn thế, con không mang đây sang đây à? Đây sang đây, sang đây vừa. Sang đây, Mít, Mít, Mít sang đây vừa. Đi sang đây. Mít. Sang đây. Đây. Bố bảo Mỹ nha, Mỹ đây. Mỹ sang kia kìa. Sang kia lấy quả bóng cho bố. Anh giường lấy quả bóng cho bố nhanh đi. Đi đi, lấy quả bóng cho đây. Đấy đấy, quả bóng đấy, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, lấy quả bóng đấy sang đây cho bố. Ôi, mãi mà không dậy được nè.